Chào mọi người, Quang đang có mặt tại Yama Sài Gòn 1, địa chỉ là ở Ninh Kiều, Cần Thơ. Thông tin dưới phần mô tả ha. Các bạn đang xem trên màn hình là cái con R15 phiên bản đời trước, nhiều bạn gọi là R15 V3 đấy. Thì giá hiện tại của mẫu này là 70 triệu đồng. Còn mẫu này nhìn từ xa nó tựa tựa như con R3 nha. Hơi quá. Đây là R15 mà các bạn gọi là V4. Nó vừa ra mắt cách đây vài ngày. Thì giá nó sẽ dao động theo từng đại lý, có từ khoảng 78 triệu cho đến là 80 triệu ha. Nó chênh lệch tính ra là khoảng dao động từ 8 đến 10 triệu. Thì hôm nay chúng ta cùng xem là hai phiên bản này nó có sự khác biệt gì quá lớn hay không. Tầm giá chênh lệch như vậy nó có xứng đáng hay không ha. Rồi chúng ta bắt đầu vào video. Đầu tiên là mình sẽ chọn hai con màu đen. Ở R15 V3 thì nó là màu đen nhám, còn bản V4 là màu đen bóng. Hôm nay mình đặt hai chiếc này cạnh nhau để cho các bạn có thể thấy được cái thiết kế, cái kích thước cũng như là kiểu dáng khi mà nó đặt gần nhau như thế này thì nó có sự khác biệt gì quá lớn hay không ha. Chúng ta có thể dễ dàng có thể nhìn được qua cái video trước. Rồi bạn nào thích thì có thể ra cửa hàng xem xe. Hiện tại thì bên mình đã về rồi, về R15 V4 và R15 Master. Các bạn phân biệt rõ trong video này là mình đang so sánh bản V3 và V4 nha. Còn bản R15M thì là mình sẽ làm một cái video riêng. Có gồm có Monster bạc đen và màu kỷ niệm 60 năm. Thì đó là chiếc đó là có ABS là riêng nha. Còn chiếc V4 là không có ABS nha. Đầu tiên nhìn cái phần đầu là bạn thấy cái đầu của chiếc V4 nó bự hơn tí xíu không? Chắc tại do màu sắc quá. Ở video này mình sẽ không so sánh về màu sắc, nhưng mà chiếc V4 nó không có màu đen nhám, nó sản xuất đen bóng cho nên là nhìn nhiều khi nó hơi ảo ảo thôi. Nó xem nhau chứ nó không có lớn hơn hoặc là nhỏ hơn quá nhiều đâu nha. Về cái đèn của chiếc V3 thì các bạn quá quen thuộc rồi đúng không? Đèn LED trắng pha cốt chung một cái cụm hai bên như thế này. Ở phía giữa là một cái hốc giả thôi, chứ không phải là một hốc gió, không có kèn, không có bọng gì trong này hết nha. Rồi, đó cái đầu của xe nó sẽ tròn tròn như thế này. Còn ở phiên bản mới thì sẽ có những cái đường cắt xẻ, những cái đường vuốt nhọn khá là sắc sảo ha. Đèn của xe sẽ là đèn bi cầu nằm ở cái hốc ngay giữa như thế này, giống như chiếc MT15 á, cũng là đèn bi cầu á. Và hai cái dãy đèn LED trắng nằm ở hai bên, kiểu dáng thiết kế của nó theo phong cách của chiếc R7, một đàn anh đi trước của nó. Ngay từ cái phần mặt trước của xe chúng ta cũng có thể thấy là có sự khác biệt khá là lớn rồi ha. Còn về cái phần phía dưới một tí xíu, dưới cái đèn một chút xíu thì chúng ta có cái gì khác hay không? Đầu tiên thì cả hai xe đều sử dụng phục upside down, phục hành trình ngược á. Tức là cái phục, cái trọng lượng của nó sẽ nhẹ hơn nếu mà làm phục thường. So với phục thường thì nó nhẹ hơn và nó sẽ vận hành êm ái hơn. Rồi ở dưới này sẽ là phanh đĩa hai bê tông. Và kích thước của cái lớp đều là 17 inch, đều như nhau. Đều là 100-80-17 inch và lớp là lớp không xăm hết. Nói theo kiểu dưới miền Cần Thơ của mình là vỏ không ruột. Rồi, tóm tắt lại cái phần mặt trước tí xíu thì mình thấy cái đường cắt xẻ bên cái con R15 V4 nó nhiều hơn, nó hầm hố hơn, nó thể thao hơn so với bản V3 ha. Ngay cả cái cách sắp xếp xi nhan các bạn cũng thấy là chiếc V4 nó sẽ thấp hơn chiếc V3. V3 cao hơn rõ rệt luôn đúng không? Nhìn là thấy liền. Xi nhan thì nó vẫn xấu như kiểu cũ thôi, nó vẫn chọi cái kiểu truyền thống của Yamaha lại xi nhan như vậy rồi. Từ R15 MT hay là còn Exeter cũng vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái ốp ở phía bên hông chút xíu ha. Thì nó liền mạch như thế này và sẽ có một cái lớp lưới ở bên trong. Mình nghĩ là tạo cái tính khí động học thôi, giảm cái sức cản gió, cái thông số cản gió của chiếc xe này sẽ giảm tới. Rồi bên hông không có gì khác biệt quá nhiều ở phía bên ốp sau, nhưng mà ở phía ốp bên hông trước thì nó có điểm khác ha. Chiếc này sẽ là một cái ốp màu đen bóng khá là nổi bật, giống như là một cái ốp rời nó được dán vào chứ nó không liền mạch giống chiếc bên kia á. Mình nhìn cái này mình thích hơn nha. Mắt nhìn của mình thích hơn. Và cái lỗ thông gió của nó thì nó sẽ khác một chút. Đây, cái lỗ nó như thế này đó, nó tạo tính khí động học qua những cái khe gió như vậy. Những cái lỗ ở trên bình xăng nó cũng có cái cách bố trí khác nữa nè. Các bạn có thể thấy là chỗ này nó sẽ nằm ở phần đen nhám ở phía trên mặt luôn. Cái logo sẽ nằm hướng lên trên. Còn ở bên này logo nằm ngang phía dưới này. Mấy cái lỗ nó cũng nằm ở bên ốp hai bên chứ nó không nằm ngay giữa nữa. Rồi chuyển một chút tí xíu vào cái phần cụm công tắc của xe thì đèn passing, rồi xi nhan trái, xi nhan phải, kèn, công tắc phụ, đèn hazard, đèn nháy bốn bóng này xi nhan đó, thì cụm công tắc của hai xe này hoàn toàn giống nhau. Giữa V4 và V3. Mặt đồng hồ cũng y chang nhau luôn. Cái kiểu dáng của mặt đồng hồ cũng giống như vậy luôn ha. Cũng hiển thị đầy đủ tất cả các thông số audio, chip, mức tiêu hao nhiên liệu, đầy đủ các thứ. Và có một điều đó là phiên bản M sẽ khác hoàn toàn về cụm công tắc cũng như mặt đồng hồ nha. Phiên bản M là riêng nữa.
M thì lúc nãy mình nói có những màu sắc nào mình nói với các bạn ha. Cái màu sắc cũng là một dấu hiệu nhận biết bản đó là bản M. Về phần dung tích bình xăng thì cả hai xe đều có dung tích là 11 lít, nhưng mà kiểu dáng thiết kế bình xăng đã có sự thay đổi rồi nha. Nhìn bên này nó sẽ tròn tròn hơn một chút, nhưng mà nó sẽ có hai cái cạnh như này, nè, hai cái lồi lên, hai cái đường cắt xẻ như thế này. Còn bên này nó chỉ có một đường thôi. Đó. Và chỗ này nó u ra nè, các bạn thấy nó bo tròn không? Còn bên này nó sẽ lõm vào. Mình nghĩ là chắc R15V3 đau cái ngã ba quá cho nên là con 14 nó lõm lõm vào tí xíu, có chỗ để chạy nó đỡ đau quá. Mình nghĩ như vậy thôi, không biết cho máy thiết kế như vậy là làm cái gì. Còn mở bình xăng thì vẫn là sử dụng chìa khóa, V3 V4 đều như vậy. Và mức tiêu hao nhiên liệu của V4 là 2,29 lít, còn ở V3 là 2,02 lít nha. Khác biệt rồi đó. Ở chiếc R15M là 2,30 lít. Và ở chiếc V4 đời mới nó sẽ có thêm tính năng đó là Wi-Fi Connect, tức là kết nối với điện thoại smartphone. Các bạn sẽ thấy thông số xe ở trên điện thoại, cũng như là nhận được tin nhắn cuộc gọi mail ở trên màn hình xe. Coi trên điện thoại thì thấy xe, mà coi trên xe thì sẽ thấy điện thoại. Nó như vậy, nói một cách dễ hiểu là như vậy, Wi-Fi Connect là như vậy nha. Rồi chỗ này sẽ có một cái ổ khóa để chúng ta mở cốp yên, còn bên này thì không có. Ngược lại cái yên sau bên này không có, xe cũ không có, thì xe mới nó sẽ có. Đó, nó có một cái ổ cắm ngay chỗ này để chúng ta mở được cái cốp phía trong này. Mục đích mở cái cốp phía trong là cái gì? Rồi, để cho mấy bạn xem video này nè, mấy bạn sẽ biết. Cái hốc này nó sẽ bự hơn đời cũ nha, đời mới hốc bự hơn chút. Ở phiên bản cũ thì muốn mở cái cốp sau chúng ta phải mở nhiều ốc, còn mở cái cốp yên ở ngay người ngồi phía trước thì rất là dễ, chỉ cần dặn ổ khóa là chúng ta có thể mở ra được rồi. Đây, cái bình xe nó sẽ nằm ở vị trí trong này. Đó, rất là dễ dàng thao tác, chỉ với cái chìa khóa ghim vô và dặn thôi. Còn ở chiếc V4 đời mới thì ngược lại, cái yên sau rời rất là dễ mở. Và tại sao mở cái yên sau? Bởi vì có cái mã QR để chúng ta có thể kết nối Wi-Fi Connect với lại smartphone. Nhưng cái yên trước thì chúng ta phải làm nhiều thao tác ha. Tháo một vài con ốc và một vài miếng mũ thì mới mở được cái cốp phía trước. Và cái bình xe nó sẽ nằm ở phía trong của cốp yên trước nha. Gọi là cái cốp là chứ thật ra có đựng được cái gì đâu. Và các bạn nhớ là mở cái yên sau thì sẽ có cái vít trong đó nha. Đó. Còn các bạn hỏi cái vít ở đâu thì nó nằm ở cái yên sau, yên trước mình tìm không thấy, thấy ở yên sau có. Rồi chúng ta quay lại với chiếc xe màu đen hôm nay. Hai xe sử dụng phụ upside down khá là nổi bật trên nền màu đen ha mọi người. Màu xanh cái phục màu vàng cũng đẹp lắm. Tem của xe thì tất nhiên là V3 sẽ là tem màu bạc mà mình thường quay cho mấy bạn, quay cả năm trời rồi không lẽ không biết nữa. Còn chiếc V4 á thì cái tem của nó sẽ là màu trắng xanh. Nó khá là nổi bật trên nền đen bóng. Phía đuôi xe thì mình thấy nó giống như nhau mọi người, nó không quá khác biệt. Lúc mà quay cái con V4 thì cứ nghĩ là nó khác nhiều, nhưng mà cái đuôi sau chiếc V4 với V3 nó không có khác quá nhiều. Nó giống như nhau. Đây mình mở cái đèn hazard cho mấy bạn, đèn nháy á. Đó, nó sẽ nháy bốn bóng đèn xi nhan cả trước lẫn sau luôn ha. Đó, cái đèn lái nè, với lại đèn xi nhan. Cái gì sao mình cũng thấy nó giống tương tự như nhau, không có khác biệt quá nhiều về phần này ha. Mà nhìn cái đuôi cảm giác như cái đuôi bản cũ nó cao hơn chút xíu nha. Thôi để mình tắt cái chìa khóa đi, rồi mình quay tới cái phần thông số nhỏ nhỏ phía dưới này. Thì chiếc này nặng 137kg, 155 phân khối. Chiếc bên kia nhiều bạn nói nó nặng hơn chứ thật ra nó không nặng nha. Mình xem trọng lượng ước của Yamaha Moto Việt Nam thì cả hai xe này đều nặng bằng nhau là 137kg. Chỉ có cái con M đó là nó mới nặng hơn thôi. Cùng là 155 phân khối như nhau. Cả hai xe đều có ASIC slipper, tức là cái chống trượt á, chống trượt bánh sau, chống trượt côn. Nhiều bạn ít để ý chứ cái bộ ly hợp chống trượt này nó đã xuất hiện trên bản V3 rồi chứ không phải V4 mới có. Cái cách thiết kế cái bô á, cái ốp bên ngoài cái bô nó cũng khác nhau. Còn ở bên trong mình thấy nó giống như nhau. Ốp bên ngoài của chiếc M là nó đẹp lắm mọi người, nó màu bạc, nó đẹp lắm nha. Còn chiếc V4 thì nó vẫn là màu đen, nhưng mà nhìn nó thu hút hơn cái bản V3 này. Lớp sau thì nó cũng 17 inch giống như vậy, có cùng một kích thước và đều là vỏ không ruột. 140 xe 70 17 inch. Cái bánh khá là bự nha. Cả hai xe đều có động cơ là 4 thì 4 van SHC và làm mát bằng dung dịch. Tất nhiên là cả hai đều có van tiến thiên VVA. Công suất cũng giống như nhau luôn, 14,2 kW, tức là tầm khoảng có 19,3 mã lực tại 10.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 14,7 Nm tại 8.500 vòng trên phút. Bữa họp báo nhấn mạnh là 8.500 vòng trên phút, Yamaha nhấn mạnh lắm nha, là bởi vì chắc là đá xéo con CVR quá.
Rồi về cái kích thước của xe á, thì nó có sự khác nhau một chút xíu. Ở bản V3 á, là dài rộng cao á, là 1970 nhân với 670 nhân với 1070. Còn ở V4 là 1990 nhân với 725 nhân với 1135. Tức là kích thước xe của bản V4 nó lớn hơn V3 một chút. Cái độ cao gầm xe thì nó như nhau ha, đều là 170 hết. Vậy thì bỏ ra tầm khoảng 8 đến 10 triệu chúng ta sẽ được cái gì ở bản V4? Đầu tiên là sẽ có một cái thiết kế mới. Nghe Yamaha nói một cái khung sườn nhớ mới thì không biết có hay không, mình chưa tháo cái xe ra coi. Nhưng mà thiết kế bên ngoài là mới, đèn là thiết kế mới và sẽ có thêm tính năng Wi-Fi Connect kết nối với điện thoại. Thiết kế mới cũng như là màu sắc mới theo xu hướng của các nước khác nữa. Thì bỏ ra số tiền như vậy có đáng hay không? Phiên bản R15 V3 vẫn còn rất là tốt ở mức giá 70 triệu đấy. Độ cao yên xe hai xe này ngang nhau là 810 ha. Và các bạn khoảng 1m65 là các bạn chống chân tới nhưng mà cũng còn hơi với đó. Khoảng 1m65 trở lên ngồi xe đẹp, khoảng 1m7. Ví dụ như anh kỹ thuật viên này là 1m, có 1m74-75 nè, ngồi xe rất là đẹp luôn ha. Và cái thông số yên thì nó ngang nhau cho nên là sẽ không có sự chênh lệch quá nhiều. Ví dụ như là mình có giao một chiếc R15 V3, bạn này có chạy ngoài đường thì bạn nhân viên này cũng khoảng tầm 1m78 rồi. Đâu phải ốm là chạy xe không đẹp đó đúng không? Anh nãy vừa người chạy xe đẹp, bạn này ốm chạy xe cũng rất là đẹp chứ không? Chỉ cần cao cao tí xíu là có thể chạy mẫu này đẹp gái theo đầy. Rồi, đến đây thì chắc video mình cũng xin tạm dừng ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Đang giao cho chiếc ô tô kế bên đấy. Bye bye.